các bạn hãy đến demonstore.shop, uy tín, giá rẻ và chất lượng đến hàng đầu nha anh em. Và nếu như anh em muốn khoe mắn thì có phòng quay cũng như là Adblock Food và robot trong bây giờ khá là ngon anh em. Và nếu như anh em có nộp lỗi và thắc mắc gì về nộp thẻ cũng như là cách cậy thuê thì hãy nhắn tin trực tiếp với Demon Store, cũng có thể nhắn với mình và mình để link group của Discord mình ở phần mô tả nha. Ok, bye bye và bắt đầu video thôi. Hello và xin chào tất cả các anh em bên kênh của mình. Mình lại trở lại đây, Dân Cày TV. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video đặc biệt để bù cho anh em khoảng 3-4 ngày qua mình không làm video ha. Thì hôm nay mình xin nói về cách để kiếm điểm F để cho anh em up tập V4 sớm nhất nha. Thì tại vì chúng ta cũng đã gần tới tập V4 rồi, anh em cũng gần tới rồi. Không biết admin có showcase hay không, một video mới nhất của admin ấy. Admin đã showcase hết tất cả những cái sức mạnh nào là Berus, nào tụi lum la, Destroyer cái kiểu ấy mà mình vẫn không thấy tập V4 nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm điểm F. Ngoại trừ khi và trước khi mình nói về kiếm điểm F thì mình sẽ nói tác dụng của điểm F về trước. Thì chắc chắn một vài tác dụng các bạn cũng sẽ biết, nhưng mà một vài tên chủ sẽ kể các bạn sẽ không biết ha. Thì lịch sử của điểm F này là từ lúc mà ra C2, lúc mà ra tộc V3 ấy anh em. Thì đã ra điểm F này rồi, thì điểm F này chúng ta có thể Awakening tộc này. Chúng ta có thể... hình như là Awakening tộc là không dùng điểm F. Awakening Cyborg V3 này dùng để... nói chung là up những cái trái sen, trái... Flame hay trái magma V2 này, BK V2 cái kiểu anh em, up trái quỷ V2. Với lại là lấy sâu guitar này, nói chung là rất nhiều thứ nha. Và điển hình như các bạn có thể reset start mà không cần robot nha anh em. Thường là anh em phải tốn khoảng tận 75 robot để anh em reset start. Bây giờ chúng ta không cần nữa, chúng ta chỉ dùng điểm F thôi. Thì mỗi C2 sẽ khác nhau, C1, C3 sẽ khác nhau. Ở C2 sẽ ở gần cái cầu nha anh em, cầu là ở reset start. Còn ở bên đây là khu caster này, castle này khúc này thì nó sẽ start cho anh em nha. Cái con Halloween này nè, hình như bên cầu cũng có Halloween như luôn anh em, nên em hãy qua Halloween cái con cầu, cái NPC này là anh em nhấn reset start ha. Thì giá của nó như tầm 2,5 sao đúng không, 2,5 đúng không, 2,5 thì cũng khá là rẻ, thì bằng 2 trận raid thôi. Rồi thì mình nói sơ lược đến thế, thì do là mình suy đoán rằng là cái tập V4 là sẽ tốn khá điểm F, nên bây giờ mình sẽ cho anh em cách kiếm điểm F ha. Thì cách phổ biến nhất hiện tại của anh em chỉ biết cắm đầu đi raid đúng không, thì một lần raid cũng khá là lời, 1000 điểm F lận mà đúng không, đâu có sai. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em khi anh em đi raid xong thì anh em cần làm gì để anh em kiếm điểm F cách nhanh nhất nha. Nếu mà các bạn làm theo cách của mình thì sẽ kiếm được 200.000 F cách sớm nhất thôi. Còn nếu mà không làm theo thì các bạn sẽ kiếm chậm hơn chút xíu. Kể là các bạn hay gì đó, các bạn một tí nhé, các bạn ngồi đợi, các bạn ngồi treo máy kiểu, các bạn bỏ trái quỷ ra, các bạn bỏ những trái quỷ mà hiếm hiếm ra, ví dụ các bạn đã hết những trái quỷ nha, trường hợp nha, các bạn đã hết tất cả trái quỷ mà common hay là uncommon đi, các bạn hết đi, còn các bạn chỉ còn trái legend là epic thôi, các bạn không muốn gọi là bỏ thì các bạn sẽ làm những cái cách như mình, còn không thì các bạn sẽ bỏ hết trái bé vô đây anh em đi thấy là tiếc nha anh em, tại đi 1000 ép mà cũng có bao nhiêu đâu. Thế các bạn làm cách mình thì 2 tiếng các bạn có thể kiếm được 10.000 ép cũng được, easy mà. Ok, bắt đầu thôi. Và cái cách đầu tiên mình nói thì cái này thì anh em phải cần một chiếc thuyền. Thì mình không biết cái tỷ lệ mà chiếc thuyền để nói chung là cách đầu tiên là chiếc xe buýt anh em. Thì mình không biết cái cách mà xe buýt hoạt động nha, mình vẫn chưa biết cách mà kiểu là các bạn lấy cái thuyền mà kiểu chiếc thuyền hải tặc bình thường mà đi vòng ở khu C3 này sẽ có. C2 các bạn cũng kiếm được F được nha. Thì một con xe buýt như mình nhớ bao gồm 500 hay 300 điểm F gì đó, nó cũng là tiện. Thì trong vòng 1 tiếng đó anh em đi ra 1 tiếng đó, thì anh em chờ đợi 1 tiếng anh em vòng cũng kiếm được vậy. Anh em đi quanh khu castle này hay quanh những cái đảo này, anh em đi sao thì sẽ không có. Mình nghĩ là vậy, thường là mình nhớ là ở bên castle này hôm bữa trước mình đánh sao ra 3 con xe buýt luôn, thì mình ăn được khá nhiều, 1,5 sao. Mình nhớ là mình 500 điểm F một con đúng không? Mình nhớ là vậy nha anh em. Thì là cách gọi là cách phổ biến mà anh em không chuyển server thôi, và anh em chuyển server là khác nữa. Dù mà anh em muốn săn xe buýt nhanh á, anh em hãy chuyển những server cuối cùng này. Các bạn những server này các bạn chuyển xuống cuối cùng để những server tồn tại lâu nhất, còn ở trên đầu là server mới ra. Mình nghĩ là vậy luôn á, tại vì hồi trước mình để ý rồi, khi mình cho những server mà gần trên đây á là các bạn sẽ bị full, còn mà spawn dưới đây á thì các bạn sẽ không bị full nha. Các bạn kiểu là các bạn sẽ vô được cách dễ dàng luôn ấy. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Và cái cách thứ hai thì khá bạn cũng đã biết, nhưng mà thực ra là các bạn không nghĩ tới thôi, thì mình phải tới đảo ngọt. Dạ, đảo kẹo ngọt.
cái này chúng ta cần kha khá thời gian đánh đấy, nhưng mà các bạn nếu các bạn làm theo cách mình thì cũng được. Đây mình sẽ chỉ anh em nha. Nếu anh em tới đây thì đã biết cách gì rồi thì anh em hãy like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây anh em mình tới cái khu kẹo ngọt này, tới nhanh mà đâu có lẽ có lâu đâu đấy. Rồi giờ mình sẽ đu lên đó. Ok rồi, thì sau khi khu kẹo ngọt này anh em để ý, anh em sẽ đi theo dòng này cái chỗ cái kiểu hòn Katakuri anh em. Thì hôm mình đã đánh Takuri rất nhiều lần rồi, thì một con Takuri á là một 1000 điểm ép với anh em bằng một rai đấy, những cái đồ hơi bị nhiều. Thì mình sẽ chỉ anh em chỉ cần 15 phút thôi các bạn có thể đánh Katakuri rồi, nghe không, nghe chắc liền đã biết thành công trong cái video này không nha. Thử xem thử đã, bây giờ còn nhiêu con nữa để xem. Ô khu này còn 483 con, cái dạy mua chi để mình xử lý cái nha anh em. Ok anh em, xong rồi nha anh em, vậy là xong rồi đó, thì nó quá dễ dàng rồi anh em à. Xin bao tiền nha, tiền tại bạn quýnh tôi trước nha, tôi đang kiếm chuyện nha. Rồi ok, 16.000 bao ti chắc là 19m đúng không? 19m nãy chạy như khỉ gì á. Kệ đi, đây thì anh em để ý. Mình quay lại mình tiếp kìa, shit, chịu anh em, chịu, ông này đánh gì mình chịu rồi. Thôi kệ đi, không trách móc gì ổng, 19m cậu chỉ phải chịu thôi đúng không, không sao hết. Đây nói chung thì mình đánh được ổng là một cái vui mừng lắm rồi, tại 19 mà hay chơi vậy đó anh em, đánh lén không à. Đây 483 đi phân tịch đúng không, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái server nào đó ở gần cuối cho anh em xem nha, sẽ bao nhiêu tỷ số ha. Nói chung thì anh em sẽ chuyển server, nói chung server nào còn khoảng 300 con thì anh em hãy quýnh, còn gần 200 con thì khỏi quýnh, quýnh cũng được đó, chứ 400 con quýnh cũng được. Là sẽ vài bạn kiểu là đang farm mấy khu đó ấy, có vài bạn newbie á, farm xong rồi các bạn để đó luôn đấy, bạn không biết chịu hỏi category kiểu vậy. Đây như khu này nè, đây 39 con thấy trường này chưa được 15 phút là mình đã kiếm được một category là 1000 điểm ép rồi. Mình mới chỉ quay một video 1 phút rồi đấy đó. Anh em chăm chỉ chuyển xe bờ được hồi, không kiếm chuyện đâu, mình là người dân minh anh em, mình muốn là PB là phải ra 1-1 chứ đấy. Anh em chỉ cần vô đây thôi, anh em chuyển xe bờ anh em đi ăn ké là được nữa. Rồi anh em, ổng chạy rồi, thôi kệ đi, cưng hai gì phá quá đẹp rồi anh em. Rồi, thì anh em chỉ cần vô đây anh em quýnh thôi, là quýnh ké cũng được, nói chung là anh em quýnh kiểu gì cũng được anh em à. Đấy, thì trên tay trong cái server này mình thấy khá khá ông chơi hay kỳ nha. Ổng dùng trái băng, dùng trái cát rồi kiểu, ơi ông trái băng rồi trái đát rồi kiểu vui dí mình anh em, giết mình luôn, hơi chết nha anh em. Thì mốt thì sẽ trả thù, cho video sau thôi. Ok, bye bye anh em nha, chúc anh em có ngày vui vẻ. Và đó là tùy một cách kiểm điểm của mình. Như bây giờ anh em có thể săn xin với tôi nè, bây giờ mình lấy thuyền của ông nào đỡ nha, kệ đi, ông giết mình nãy mà không biết con thuyền này có ra được cái xin bích hay không. Nhưng mà anh em để ý con thuyền này nó sẽ khác biệt theo từng xe, như xe 2 sẽ khác cái xe 3 anh em, mình để ý vậy nha, để ý thẳng luôn ấy. Là bữa mình mượn quà của một người bạn, sau đó thì vô triệu hồi cái thuyền này, mình thấy lạ, ngoại hình lạ quá, ai ngờ là cái thuyền C2 và C3 sẽ là ngoại hình khác ha, nên em đừng lo. Tốc độ thì chắc là C3 sẽ nhanh hơn C2 rồi, tại vì C3 nó rộng mà, thuyền bước tốc độ khá nhiều. Qua đây không có rồi, nói chung mình cũng không có kinh nghiệm gì về tìm mấy C-Bit ha, nên em dụ nó có kinh nghiệm thì sẽ kiếm nhanh hơn mình rất là nhiều. Và nói chung mình em một ngày nó kiếm được 100k điểm mét và chuyện bình thường, không cần phải gọi là ngồi để ride đâu. Ride lâu lắm anh em, ride lâu lắm. Nếu anh em nhiều ạc thì anh em đi rai nó sẽ lẹ hơn so với việc này. Còn nếu anh em chỉ cày một ạc như mình ấy, không, cày một ạc như đa phần các bạn ấy, thì hãy làm như mình nha. Ok, bye bye và chúc anh em có ngày vui vẻ nha. Và đó là cách kiếm điểm ép của mình mà không cần qua C-Bit cũng được. Các anh chỉ cần chuyển xe bờ tìm category thôi, phải tránh những cái việc như mình nãy nha. Mấy ông 20m hay săn bounty mấy mà săn lỏ hả mà nha. Ok, bye bye. Nhưng mà nói thật, có vài ông 20m thì hay lắm, nhưng mà rin mà thấy rin là nhiều nha, không biết là các bạn sao cho thấy rin là nhiều ấy.